Vậy là tự nhiên mà người ta có cái tánh sát sinh, có cái hành động sát sinh mà nó được dẫn dắt bởi những cái tâm lý, bởi những cái ý thức, bởi những cái hiểu biết sai lầm, bởi những cái phiền não, bởi những cái tà kiến. Có thể là cái vị đó khởi nên một cái tâm tham, do cái kiết sử là cái tâm tham ấy, tham vì những cái lợi ích trước mắt, hay là vị ấy có những cái sự tà kiến cho rằng chết rồi là hết, không có cái quả báo của những cái hành động tội lỗi như sát sinh này. Thì đấy chính là những cái kiết sử vị ấy cần phải tìm hiểu được cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái hành động tội lỗi sát sinh này. Thì vị ấy có thể rằng cái hành động sát sinh ấy nó sinh ra từ cái tâm sân hận, như là một cái người tức giận, hay là người ta đánh nhau, người ta có những cái mâu thuẫn đối đầu nhau, người ta tàn sát nhau. Hoặc là do người ta có những cái si mê tà kiến, có những cái giới cấm thủ, như là người ta nghĩ rằng có những cái nghi lễ tế tự cần phải giết hại những cái sinh linh để cúng tế những cái bậc quỷ thần để cầu phước, cầu tài, cầu lộc. Thì đấy là những cái kiết sử đã dẫn đến những cái hành động sát sinh này. Và một cái người có trí cần phải nhìn nhận lại, cần phải suy xét lại, cần phải tìm hiểu lại xem cái hành động sát sinh ấy nó sẽ đem lại cái quả báo như thế nào ở tương lai. Nhưng mà một cái người gây ra những cái hành động tổn hại thì nó sẽ đưa đến những cái quả báo tương lai sẽ là tổn hại, chứ nó không thể nào đưa đến cái quả báo là có lợi ích được. Vậy một cái người ngu thì mới nghĩ rằng những cái hành động sát sinh ấy là vô tội, nhưng với một cái người có trí hiểu ra thì phải thấy là cái hành động sát sinh ấy là tội lỗi. Bởi vì cái bản thân một cái người làm việc tội lỗi xong thì cái người ấy cũng sẽ tự cảm thấy mình là một cái người ác nhân, mình đã gây ra cái sự tàn sát khổ đau cho một cái người hay một cái chúng sinh khác. Bản thân mình cũng đã không không có cái sự an vui, không có cái sự thoải mái dễ chịu khi mình làm một cái lỗi lầm. Vậy cho nên là cái người ấy tự trách mình vì cái duyên sát sinh ấy, nên là cái người mà hay sát sinh tâm sẽ bất an, người ấy sẽ có những cái tâm bất thiện, nên nó phát sinh ra những cái hình tướng mạo của cái người ấy cũng hung dữ, dữ tợn, không hiền lành, không dễ chịu tí nào. Và những người vị ấy cần có cái sự suy xét như vậy để từ bỏ, buông bỏ những cái hành động sát sinh. Vị ấy cần phải suy xét rằng cái sự hành động sát sinh ấy không những bản thân mình nó bất an, mà những cái bậc có trí, những cái người chân chánh ở trên đời cũng sẽ chỉ trích, cũng sẽ không có thân cận, không có tôn trọng những cái người làm cái việc đó. Và phải suy xét đến cái bất lợi của cái hành động ấy là ác thú sẽ chờ đợi ta. Và nếu như cái vị ấy không từ bỏ cái hành động ấy, không có sửa đổi cái hành động ấy, thì do cái duyên ấy thì khi chết vị ấy phải đọa vào những cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì vị ấy cần phải khởi nên một cái đức tin về cái nghiệp và quả của nghiệp, có những cái nhân quả, những cái nghiệp báo như vậy, thì vị ấy sẽ từ bỏ cái sát sinh ấy, chứ không phải là một cái người dễ dàng mà người ta từ bỏ được. Nếu mà người ta không được giảng dạy, không được người khác chỉ dạy cho những cái điều tốt xấu, những cái lợi hại, không được phân tích, không giảng dạy, không tiếp thu những cái tư tưởng chân chánh của những bậc chân nhân, của những bậc thánh nhân, những bậc hiền nhân đã giảng dạy, thì vị ấy sẽ không có cái sự suy xét chân chánh như vậy. Vị ấy sẽ có những cái hiểu biết mê lầm, cho rằng không có những hành động tội lỗi, thì vị ấy sẽ hành động một cách tùy tiện, sẽ hành động một cái những cái việc làm ấy và cứ nghĩ rằng nó không có tội lỗi gì. Nhưng mà thực ra thì tương lai vị ấy phải chịu quả báo về những cái hành động tội lỗi ấy. Và ngay khi làm những cái việc tội lỗi ấy, những phiền não nó cũng sẽ đến với vị ấy ngay tức thì. Nếu như vị ấy thường xuyên làm những cái hành động sát sinh, dù là giết người hay giết những cái con vật như vậy, thì rất nhiều những cái bất an, những cái khổ sở trong nội tâm, hay là sẽ gặp những cái sự chống đối, những cái nghịch cảnh, những cái oan trái, nó sẽ cho quả ở ngay cả đời này và cả đời sau nữa. Thì một cái người suy xét
như vậy thì mới buông bỏ, mới từ bỏ được cái hành động sát sinh này. Rồi đến cái pháp nữa là Đức Phật nói rằng khi được nói rằng y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ, do duyên gì lời nói được nói nên. Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử phải suy nghĩ như sau: do nhân kiết sử nào ta lấy của không cho, ta cần đoạn tận thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Ta lấy của không cho, không những ta tự trách mắng ta vì duyên lấy của không cho, mà những bậc có trí sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên lấy của không cho. Sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên lấy của không cho. Đó là một kiết sử, một triền cái. Chính sự lấy của không cho này, các nậu hoặc phiền não nhiệt não chưa sinh thì sinh khởi. Vì duyên lấy của không cho, những nậu hoặc này nếu từ bỏ lấy của không cho thì những cái nậu hoặc này sẽ không còn nữa. Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ. Đấy là cái cách mà vị ấy cần phải suy xét như vậy. Nếu như cái người nào mà người ta có những cái tánh lấy của không cho thì người ta suy xét đến những cái nguy hiểm, đến những cái bất lợi của những cái hành động ấy, biết nó là tội lỗi thì người ta sẽ khởi lên cái tâm ghê sợ, khởi lên cái tâm hổ thẹn và người ta có thể dứt trừ buông bỏ được nó đi. Thì cũng phải tìm hiểu xem là cái nguyên nhân gì, cái kiết sử gì, cái phiền não gì đã khiến cho mình có những cái hành động ấy. Có thể là cũng từ cái lòng tham mà nó sinh ra mà đi lấy của người khác. Thì vị ấy diệt trừ cái lòng tham ấy đi, đừng có tham ái, tham đắm, đừng có ưa thích, đừng có mong muốn của người khác. Hay là vì cái lòng sân hận thì vị ấy cũng phải từ bỏ cái lòng sân hận đấy đi. Những cái hành động ấy nó sinh ra, có thể là tham, có thể là sân, có thể là cái sự ngu si, không có cái niềm tin về nhân quả, cho nên là vì nó có hành động như vậy. Thì đấy là tìm hiểu được cái do cái nguyên nhân nào, do cái kiết sử nào mà mình đã có những cái hành động như vậy, đã có những cái việc làm nỗi nở. Đấy là thứ nhất, là tìm hiểu đến cái nguyên nhân mà mình đã tạo ra và dứt bỏ từ ở trong cái nội tâm mình, thay đổi từ ở trong cái nội tâm, cái ý thức của mình để dứt bỏ những cái hành động đó, những cái việc làm xấu xa tội lỗi. Rồi vì ấy lại nghĩ đến những cái bất an, những cái quả báo của những cái hành động ấy sau khi mình làm. Đó là ngay trong nội tâm mình cảm thấy bất an, như một người nào đi ăn cắp một cái vật gì đó của ai về, tâm của mình không thể an được, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ người đó phát hiện ra thì có thể là mình sẽ bị hủy hoại về cái danh tiếng, suốt cả cuộc đời mang cái tiếng xấu, không còn ai tôn trọng, không còn ai kính trọng, kính nể, không bao giờ dù sống ở bất cứ đâu cũng trở thành một cái người xấu xa trong mắt của mọi người, đáng khinh thường. Vì vậy nên biết rằng là cái hành động ấy nó sẽ đem lại những cái phiền não khổ đau ngay tức thì, ngay trong hiện tại. Chỉ có những cái người mà rất là nông nổi, rất là nông cạn, không có suy nghĩ sâu xa thì mới làm những cái việc tệ hại như vậy. Thì những cái người khác sẽ khiển trách, sẽ coi thường. Đấy là cái cách suy xét như vậy để ngăn ngừa, để đề phòng. Nếu như mình chưa làm việc ấy mà mình có những cái suy xét như vậy thì mình cũng ngăn ngừa đề phòng được, mình sẽ không làm cái việc đấy ở tương lai. Còn những người đã làm việc ấy thì suy xét như vậy thì cái vị ấy sẽ buông bỏ, từ bỏ được những cái hành động đó và phải suy xét đến cái quả báo nó sẽ trổ ở trong cái đời sau do cái duyên, do cái hành động ấy nữa, bị đọa vào những cái cõi khổ đau. Và những khi nào dứt bỏ, từ bỏ được thì cái tâm của mình nó rất là hoan hỷ, bình an, vì mình đã không làm những cái việc lỗi lầm ấy. Đấy là cái cách suy xét, đấy là cái cách để từ bỏ. Từ bỏ đấy mới là cái giới luật của những cái bậc thánh nhân. Nhờ có được tiếp nhận, nhờ có được lắng nghe giáo pháp của Đức Phật mà có được cái suy nghĩ, có được cái suy xét như vậy. Cho nên những cái người học pháp và thực hành pháp, những người ấy sẽ buông bỏ được những cái hành động tội lỗi, những hành động lỗi lầm này. Và những cái người nào mà người ta chưa được học những cái pháp của Phật, người ta không có được giáo dục, giáo dạy bảo, không được hướng dẫn để thực hành những cái pháp này thì người ta không biết, và người ta chỉ biết nhìn vào những cái hình tướng ở bên ngoài, cứ nghĩ rằng là
mình nhờ buông bỏ cái đời sống tục sự rồi, như vậy đã là thành tựu được những cái pháp thượng nhân cao quý rồi. Nhưng thực ra thì nó không phải thế. Mà để mà thành tựu được những cái pháp của những cái bậc thánh nhân, đấy là cả một cái quá trình tu sửa, cái quá trình thay đổi cái nội tâm, những cái hành động, những cái lời nói, thì vị ấy sẽ dần dần trở nên giải thoát ra khỏi những cái tâm lý của những cái tâm phàm tục, mà trở thành những cái tâm có cái sự thánh thiện, có cái sự giải thoát. Thì cũng tương tự như vậy đối với tất cả những cái hành động khác. Thì ở đây Đức Phật nói đến là cái ý cứ không nói lời, nói náo thì nói náo cần phải từ bỏ. Thì vị ấy cũng sẽ suy xét như vậy, những cái kiết sử nào mà đã khiến ta nói náo, ta hãy đoạn tận, thành tựu từ bỏ các kiết sử ấy. Vậy thì một người còn có những cái nậu hoặc, còn có những cái phiền não, thì những người ấy mới có những cái nói ra những cái lời nói xấu, những cái lời nói như là dối trá, những cái lời nói bất thiện, những cái hành động bất thiện. Nó cũng phải sinh ra từ những cái tâm bất thiện, những cái lời nói bất thiện nó cũng sinh ra từ cái tâm bất thiện. Vì ấy phải quan sát, nhìn nhận xem những cái hành động dối trá ấy nó sinh ra từ tâm tham hay tâm sân hay tâm si, hay một cái tâm bất thiện nào. Và hãy chú trọng để mà ngăn ngừa, để mà đoạn trừ cái nội tâm đó. Khi nào những cái tâm, những kiết sử ấy được đoạn trừ rồi thì những cái lời nói, những hành động ấy nó sẽ không bộc phát ra nữa. Đấy là cái cách mà diệt trừ nó tận gốc rễ, diệt trừ nó từ trong cái mầm mống. Thì cái sự diệt trừ ấy nó mới chắc ăn, nó mới hoàn toàn. Và cái vị ấy muốn diệt trừ được những cái kiết sử ấy, những cái phiền não, những cái ô nhiễm, những cái tham sân si ấy cũng không phải là dễ. Vị ấy cần phải có cả một cái quá trình thay đổi cả cái sự nhận thức, và thay đổi cả những cái suy tư, và cần phải có cả một cái thời gian để công phu, để tu tập, để phát triển chánh niệm, để phát triển định tâm và để phát triển trí tuệ, thì mới có thể đi đến diệt trừ nó một cách hoàn toàn. Vậy thì Đức Phật nói ra những cái pháp để đoạn, nói ra cái mục đích, cái nguyên nhân cần phải đoạn trừ nó. Nhưng rồi Đức Phật cũng sẽ nói ra tuần tự những cái cách thức để mình đoạn trừ nó vậy. Đoạn trừ nó bằng những cái cách đó là mình thấy được cái bệnh, như là một cái người khám bệnh thấy được bệnh rồi, sau đó mình cần phải theo đúng những cái phương pháp để mà chữa trị, để điều trị những cái bệnh ấy. Như vậy để mà đoạn trừ được những cái nói náo hay nói hai lưỡi, thì cái vị ấy cũng cần phải suy xét đến những cái hậu quả của đó. Cái người nào mà nói những cái lời hai lưỡi thì cái bản thân mình cũng sẽ tự trách mình, tức là cái người đấy mình cũng đã cảm thấy mất hết cái sự tự trọng, mất cái lòng tự tin, bản thân mình cũng đã tự nghĩ mình là người xấu, mình là cái người không tốt. Nếu như mình mà cứ hay có những cái hành động, cái lời nói dối trá, thì cái người mà hiểu nhất, cái người mà thấy rõ nhất chính là bản thân mình. Vì vậy cho nên là ngay những cái bản thân mình làm một cái gì đó không tốt, mình cũng đã biết ngay mình là cái người xấu, mình là cái người không tốt. Và mình sẽ cũng dần dần cũng trở nên mất cái sự tự tin, và giống như là một cái người sống nó không chân thật. Vì vậy nên là một cái người đấy sẽ luôn luôn có cái sự tự trách chính với bản thân mình trước, sau đó thì những cái người có trí suy xét nhận biết được cái người này là cái người có những cái tánh như vậy, có những cái hành động, cái lời nói như vậy, thì những cái người có trí nhận ra thì những người đó cũng sẽ chỉ trích những cái người có những cái hành động lỗi lầm ấy. Thế nên là những cái người sẽ không dám thân cận với những cái bậc có trí, mà vị ấy sẽ luôn luôn thân cận với những người ngu, thì càng ngày vị ấy sẽ càng ngu hơn, chứ không thể tiến bộ, tiến hóa trong cái giáo pháp của cái bậc thánh nhân được. Nên là suy xét như vậy, rồi suy xét đến những cái quả báo tương lai sẽ đọa vào ác thú, và nếu như từ bỏ được cái việc ấy thì những cái phiền não ở hiện tại này và những cái nỗi khổ đau ở tương lai nó sẽ không đến với mình nữa, và nó ngay trong hiện tại mình cũng được an lành, được an vui, được tự tại, và trong tương lai thì mình cũng sẽ được cái đời sống nó sẽ được an ổn hơn, nó sẽ được an lạc, tự tại, cao thượng, thù thắng hơn rất nhiều lần.